cái loa đó, và cái loa ở ngoài đó, cái loa chánh ở ngoài đó chứ không phải cái loa ở trong cái sound system nha, cái loa chánh ở ngoài đó. Mình check cái đó trước, mình coi mình dặn lớn lên chưa. Của Tiểu My thường thường Tiểu My dặn nó, Tiểu My kéo nó lên phân nửa thôi, chứ kéo lên hết là nó lớn dữ lắm đó. Đó là chỗ thứ nhất. Thứ hai là mình check cái volume, cái microphone volume của mình. Nghĩa là mình ở trong nét đó, mình check coi cái microphone của mình nó có lớn hay chưa. Ok, đó là chỗ thứ hai. Chỗ thứ ba là trong power talk. Ok. Mới chỉ tức thời đó, I love you. Chà, lấy cái nickname thì sướng ha. Gặp ai cũng nói yêu mình hết trơn á. Gặp ai cũng nói yêu mình hết trơn á. Mà I love you là con gái hay con trai vậy? Ok, thôi that's it. Bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu làm bài tập nha các anh chị. Hôm nay mình sẽ làm bài tập hết giờ luôn. Từ dễ tới khó, từ cười tới khóc rồi đi ngủ luôn cho nó khỏe. Khi mình khóc rồi mình ngủ ngon, phải không các anh chị? Đó. Đồng ý không nào? Ok, let's start. Suppose I give you this one. And how do we correct this? Yes. She looked younger than she is. Nếu mình thêm chữ much younger thì nó nghe hay hơn, okay? Làm cho mình trẻ hẳn ra luôn. Đó không các anh chị? Much younger, nó nghe hay hơn, okay? Cô ta nhìn trẻ nhiều hơn là cái tuổi của cô ta. Ý là câu này nó nói như vậy đó, okay? Đó, mình dùng chữ much nó nghe hay hơn. Because I don't give you the choices, that's why. You have no choice. Okay, next one. Yeah, much younger. Okay, nghe hay hơn. Breakfast is ready. Let's go to downstairs. Okay, let's see. Nên sao chậm quá vậy nè. Okay, can you which one is right? Go to downstairs, hay là downstairs, hay là the downstairs, hay là to downstairs. Okay, go to downstairs. Go to downstairs. Có ai nói go to downstairs hơn các anh chị? Hả? Downstairs là gì? Hả? Downstairs là gì? À, số 1 cái số 4 nó giống nhau phải không? I think I missed something right there. Yeah, số 1 cái số 4 nó giống nhau thôi, mình bỏ số 4 đi. Ok, bỏ số 4 đi. Downstairs là gì các anh chị? Downstairs này đó, downstairs là gì? Tầng dưới, đi xuống dưới phải không? Ở đây nó là, ok, nó là danh từ hay là trạng từ?
Is this a noun or a adverb? Nó là noun và nó cũng là adverb luôn. Okay. Nó cũng là noun và nó cũng là adverb. Phải không? Rồi, các anh chị đồng ý chưa nào? Nó vừa là noun, nó vừa là adverb luôn. Ok, bây giờ sau cái động từ to go, mình cần một cái gì? Mình cần một cái danh từ hoặc là mình cần một cái chẳng từ, phải không? Đồng ý không nào? Mình cần một cái danh từ hay là mình cần một cái chẳng từ? Ok, nếu mà danh từ á, phải không? Thì mình sẽ có chữ to. Thí dụ mình nói I go to the movie. Đồng ý không nào? I go to the movie. I go to the church. I go to the cinema. I go to the market. Phải không? Mình cần có chữ to. Right? And that dường như là câu thứ số 1 nó make sense, có nghĩa là nó đúng. Nhưng mà các anh chị thấy go to là đi tới cái chỗ nào đó. Các chị đồng ý không nào? Go to the movie nghĩa là đi tới cái chỗ nào đó. Đồng ý không nào? Right? Go to the movie, go to the airport, go to the theater, khá như vậy. Right? Nhưng mà đi tới cái chỗ nào chứ đâu có nói đi xuống cái chỗ nào đâu. Downstairs là đi xuống phải không? Phải không các anh chị? Thành ra nếu mà mình nói let's go to the to downstairs, có nghĩa là mình nói dư thừa rồi. Vừa đi tới vừa đi xuống nữa là dư thừa rồi. Thành ra không ai nói là let's go to downstairs hết trường. See? Thành ra câu số 1 sai. Đồng ý không nè? Say yes đi please. Right. Thế okay. Không ai nói dư thừa như vậy hết trơn á. Rồi. Câu số 2 hình như là đúng. Muốn biết câu số 2 đúng không, mình phải chứng minh câu số 3 nó sai. Phải không nè? Không ai nói let's go the downstairs hết trơn á. Ok. Phải không? Không ai nói let's go the downstairs hết trơn á. Ok. Tại downstairs có nghĩa là danh từ dịch sao các anh chị? Xuống lầu phải không? Cái downstairs, cái danh từ nó có nghĩa là the stairway. Ok. Cái lối đi xuống. Downstairs mình dịch là gì ta? Là cái bậc thang đi lên đi xuống á. Phải không? Downstairs có nghĩa là cái xuống cầu, nghĩa là cái bậc thang có thể là đi xuống, có thể là đi lên. Cái nói chung đó là downstairs. Nếu mà mình đứng ở trên mình cũng nói là downstairs, mình đứng ở dưới mình cũng nói là downstairs luôn, nghĩa là cái bậc cái cầu thang á. Ok, mình dịch là cầu thang cho rồi đi. Ok. Yeah. Mình cũng có thể là mình nói là go up the downstairs cũng được. Ok. Go up the downstairs nghĩa là đi lên cái cầu thang. Còn đi xuống mình gọi là go downstairs chứ mình không có nói là go down the downstairs, right? Phải không các anh chị? Nếu mà go down thì là go downstairs, tại mình không có cần lặp lại hai cái chữ down nếu mà dùng nó là một cái danh từ. Phải không? Right? Thành ra ở đây mình không có nói là the downstairs, ok? Nhưng mình chưa đau về. Mình thường thường nói là let's go downstairs có nghĩa là đi xuống. Ở đây mình cần một cái chẳng từ. Downstairs ở đây là chẳng từ chứ không phải là danh từ. Ok. Let's go downstairs. Hãy đi, chúng ta hãy đi xuống lầu. Thành ra câu số 2 đúng. Ok, this one, next one. Go to downstairs. To downstairs. Tại sao tiếng bị dư thừa câu số 4 vậy ta? Hình như là miss spring somewhere, I don't know.
Okay, next one. Do you know your resource? No, I don't know them. Yet, before, already, or seen? I give you the answer. Thường thường mình nói yes là chưa. Okay. Yes là chưa, right? Yes là chưa. Okay, next one. Cái câu này chữ mình không hiểu. But I bring up anyway. Cái gì mà khó vậy ạ? The actuality is to show as much them a thing for sentiment. Câu này chữ mình không hiểu nghĩa là gì? Cái yes ở phía sau là the answer. Cái yes ở phía trước là the choice. One of the choices. Cha phải đang dùng bao thóc rồi sao? Là gì không hiểu anh ấy, anh Nell nói. Câu này nghĩa là gì chúng mình không hiểu. Nhưng mà anyway, we have to choose a right one, please. Cái storm nghĩa là cái cuốn á các anh chị. Cái cuốn á. Các anh chị biết cái cuốn không? Cái cuốn của cái cây hay cái cuốn của cái gì đó. Còn music, music storm nghĩa là gì? Music storm nghĩa là gì các anh chị? Cái the eight note đó. Cái the eight note các anh chị gọi là gì ta? Cái note mà cái quarter note là cái note đen phải không? Cái eight note nó có cái stem. Cái sixteen note nó có hai cái stem. Ai học music mới biết cái này. Đại khái cái stem có nghĩa là cái cuốn á. Eight note dịch sao ta? Quarter note dịch sao? Dạ, tụi mình cũng cần biết cái này. Chắc mà phải mua cái cuốn Music Theory bằng tiếng Việt quá. Cái này dịch sao các anh chị? Hả? Quarter note là cái nốt đen á. Còn half note là cái nốt trắng á. Còn whole note là cái nốt tròn á. Trắng tròn. Quarter note là cái nốt 8. Ở trong lớp này không ai học music hết trơn ta. Thôi chịu thua luôn cho rồi đi. Cái móc kép hả? Cái móc kép đó là 16 note. Yeah, thì tiếng mình nói cái quarter note là cái nốt đen. Okay. One whole note equal four quarter notes, right? Cái móc đơn hả? Yeah, móc đơn, móc kép á. Móc đơn, móc kép á. Okay. One whole note is called four quarter note. One quarter note is called 2/8 note. One eighth note is called 2/16 note. Okay, ai học music thì biết. Thì cái eighth note nó có cái stem. Nghĩa là cái gì ai mới vừa dịch đó, long bridge đó. Cái note nó có
cái mốt á, nó có cái mốt á, okay. Nó có cái mốt á, một cái mốt á gọi là 8 note, hai cái mốt gọi là 16 note, ba cái mốt gọi là 21st note. Right? So cái tông nghĩa là cái mốt hay là cái cuốn, okay. Cái mốt hay là cái cuốn. Mình hiểu như vậy để mình dịch cái câu này. Nhưng mà câu này chúng mình không biết dịch. Anyway, which one is right? The actuality is to show a mushroom, a thing for sentiment. Cái đó gọi là cái staff, triple staff. Không biết dịch tiếng Việt. Triple staff. Cái staff nghĩa là cái treble, nghĩa là cái dấu á. Cái dấu đó gọi là cái treble. Còn cái năm cái line and four spaces thì gọi là cái staff. Okay? Gọi là treble staff. Là khi mà mình thấy cái staff này đó, mình sẽ thường thường nó là melody. Khóa son hả? Yeah, nó khóa son tiếng Mỹ dịch là treble staff. Hồi xa xưa, xưa lâu, xưa lắc gì đó. Thì cái dấu đó, cái khóa son đó, nó start with G, okay? Nó giống như là chữ G vậy đó. Nó cái, thấy không? Cái chị thấy nó giống như chữ G vậy đó. Gọi là G staff hay là treble staff hay là tiếng Mỹ không có nói là phát son là gì ta, là G đó, phải không? Son là G đó. Phải không Quỳnh Tuấn? Phải không? Do, re, mi, fa, son, do là C, re là D, mi là E, fa là F, G là son, phải không? Yeah. Phải không? Thành ra cái khóa đó nó hồi xa xưa đó, nó viết nó giống như nó giống như chữ chi vậy đó. Thế nói tóm lại là cái stem nghĩa là cái mốc, phải không? À, nói ai mới vừa nói cái mốc á, cái nốt nhạc mà nó có cái mốc á, okay. Nó có cái mốc thì cái mốc đó gọi là cái stem. No, cái gạch chứ, cái gạch mới gọi là cái stone. No, cái mốc gọi là cái stone. Nhiều khi chị cũng không có hiểu gì ra tiếng Việt, cũng không chưa có biết nữa. Okay. Rồi bây giờ các anh chị chọn câu này đi. Chọn which one is right? Two souls is a match. Do re mi fa sol la. Much hả? Actually cái câu này nó là two, two something four, two something four. Không, câu này dịch sao ta? Câu đúng là two nha. Các anh chị thấy khi mà một cái câu mình không hiểu thì mình khó lòng cắt nghĩa. Okay. Yeah, to something for. Hay là to something to. Okay, next one. Các anh chị suy nghĩ đi rồi dịch câu đó dùm chữ mi đi. Mi không hiểu. Nhưng mà cái the right one is to. Okay, next one. My brother seldom go out. Goes seldom out. Hay là goes out seldom. Hay là seldom goes out. Em trai của tôi thì ít khi ra ngoài. Ít khi ra ngoài. Các anh chị nhớ cái luật của cái vị trí của chặng từ không? Để tí mi remind lại nha. Và chút xíu cho các anh chị. Okay, mình ôm lại cái position of the adverb. Okay. Cho các anh chị nhớ cái chút xíu nữa. Ok.
Ok, vị trí thứ nhất. Ôm lại cho các anh chị chút xíu nha. Chiếu không nào. Người thì câu thứ ba, người thì câu thứ tư. Ôm lại chút xíu nha. Vị trí thứ nhất is usually come after the verb. Thường thường nó đứng sau động từ. Nhớ nhà, nhớ kỹ nha. Vị trí thứ hai. Thường thường nó đứng trước động từ. Nếu mà mình có cái the object is long. Ok. Nếu mà mình có cái the object is long. Có nghĩa là mình có cái túc từ dài. Ok. Ok, các anh chị đừng có post ra, tiếng Mỹ đang ôm thì các anh chị phải listen please. Chừng nào mà tiếng Mỹ post ra mà thiếu cái factor của các anh chị đó thì các anh chị mention lên, ok? Ok, tại các anh chị post ra làm cho mọi người sẽ confuse. Ok, please. Thường thường nó sẽ đứng trước cái động từ nếu mà mình có một cái túc từ dài. Ok, như câu này nha. Cái con chuột nó so sensitive. I should separate this. Ok, nó sẽ đứng trước động từ nếu mà mình có cái túc từ dài. Or the bit of broken glass. Có phải là túc từ không các anh chị? Long long object có nghĩa là túc từ nó có nhiều chữ, mà càng nhiều chữ thì nó càng dài, phải không các anh chị? So cái phần phía sau nó là một cái túc từ. Pick up what? Oh, pick up all the bits of broken glass. Thì mình sẽ để cái động, để cái chẵn từ nó đứng phía trước cái động từ. Ok, đó là hai vị trí. Vị trí thứ ba. When we have verb, preposition, and object, the adverb can be either before the preposition or after the object. Nếu mình có một cái động từ với một cái giới từ, thí dụ như mình nói rely on, thường thường rely thì phải đi theo cái on. Cái này gọi là động từ với một cái giới từ, hay là mình còn gọi là verb phrase. Nếu mình có một cái động từ với một cái giới từ và theo một cái object là túc từ phía sau, rely on me, rely on someone, rely on his father. Rely on là gì các anh chị? Là lệ thuộc vào và nhờ vào người nào đó. Thế okay. Thì cái chẵn từ thường thường mình có thể mình để, mình có hai cái choices. Mình để trước cái giới từ rely completely, đã khái như vậy, on. I mean, no, để trước cái giới từ chứ. Completely rely on, đã khái như vậy. Yeah, hay là depend on, you may spell right there. Okay, rely on. Thì mình sẽ để cái chẵn từ trước cái giới từ hoặc là sau cái túc từ. Thí dụ he looked at me suspiciously, or he looked suspiciously at me. Thì các anh chị thấy cái câu thứ nhất là nó để sau cái túc từ me, right? Đó là chứng minh after the object.
Cái câu thứ hai thì nó để trước cái giới từ là at, thành ra để trước túc từ hay để I mean để sau túc từ hay để trước túc từ đều đúng hết trơn. Okay. Nhưng mà đây là một cái túc từ ngắn nha. Đấy. Ngắn nha thì mình được quyền mình để phía sau. Nhưng mà nếu mà một cái túc từ dài túc từ dài là câu này contain a number of words, có nghĩa là túc từ dài. But if the object contains a number of words, các anh chị thấy a number of words có nghĩa là cái túc từ nó chứa đựng nhiều chữ, có nghĩa là túc từ dài rồi, thì mình phải để cái trạng từ nó ở phía trước cái giới từ, nếu mà trong câu có giới từ nha các anh chị. Thì cái câu này he looked suspiciously at everyone who got off the plane. Thì các anh chị thấy ở phía sau là một cái túc từ dài, at everyone who got off the plane. Nó có nhiều chữ phải không? Sau cái chữ at, cái look at là động từ, phải không? Động từ thì nó đi kèm theo một cái object là túc từ. Everyone who got off the plane, đó là một cái long object. Số trường hợp này thì mình phải để nó trước cái giới từ. Đó là túc từ dài, còn túc từ ngắn mình để sau cái túc từ. Các anh chị coi lại hai câu này. Câu này and câu này. Chị thấy cái vị trí nó vậy. Nói tóm lại các anh chị thấy nó có hai cái vị trí phải không? Nói tóm lại thường thường á cái trạng từ á nó để sau cái động từ phải không các anh chị, và nó để chính giữa, nó để chính giữa cái giới từ, right? Nhưng mà nếu túc từ ngắn á, thì mình phải để nó ở phía sau. Chị nhớ điều này nha. So far hồi nãy giờ mình nói cái trạng từ thường thường nó để sau cái động từ, right? Còn nếu mà có một cái túc từ ngắn thì nó để sau cái túc từ, còn nếu mà có một cái túc từ dài thì nó sẽ để trước cái động từ, và nếu mà có một cái giới từ thì thường thường nó để trước cái giới từ. Các anh chị nhớ điều này là được rồi. Ok, nghĩa là mình nãy giờ mình có bao nhiêu vị trí, 1, 2, 3, phải không, 3 vị trí, 4 vị trí tất cả, nhưng mà mình tóm gọn lại 3 thôi. Ok, tại vì cái chữ or đó có thể cái này có thể cái kia đều đúng, nhưng mà các anh chị cứ nhớ tóm gọn lại 3 thôi. Ok, nói lại nè, thường thường á nó đứng sau cái động từ, trạng từ thường thường nó đứng sau động từ. Nếu mà có một cái túc từ đó, túc từ ngắn thì nó đứng sau cái túc từ đó. Còn nếu mà có một cái túc từ dài thì nó đứng trước cái giới I mean nó sẽ đứng phía trước cái động từ. Và nếu mà có giới từ thì nó đứng trước cái giới từ. Rồi, một cái vị trí nữa. Cái vị trí này có nghĩa là nó không có theo cái luật hồi nãy giờ mình học có ba cách, phải không? Nó không theo thì nếu mà nó không theo cái luật thì cái nghĩa nó sẽ khác hẳn, nó sẽ thay đổi. Các anh chị coi câu này, coi cái definition này,
If an adverb is played after the verb, or after verb and object, or after a clause or a phrase, it is normally considered to modify the verb and the meaning then change. Cái câu này thì nó hơi dài dòng. Ok. Nhưng mà đại khái ý nó nói như gì? Các anh chị thấy cái trạng từ mà nó đứng gần cái chữ nào thì nó thường thường nó bổ nghĩa cho cái chữ đó. Anh chị coi câu này. Ví dụ thì mình cho các anh chị câu này nha. I put in the front instead of the. Oh no. Okay, let me read. Post this. Please. Oh, I hate it. Mỗi lần con chuột nó kêu là nó cử quá. Dạ, con chuột nó kêu là nó cự. Tiếng mình để sai chỗ này nó cự. Ok, nếu mà tiếng mình có cái câu này. They decided to leave the town. Ok. Thì đố các anh chị để cái secretly ở chỗ nào? Theo cái định nghĩa ở trên. Họ quyết định để rời cái để rời cái phố. Sao decided? Nếu mà theo cái công theo cái định nghĩa ở phía trên á thì cái circuit ly đó mình để ở chỗ nào các anh chị? Để trước. Yes, phải để ở trước động từ. Ok. Tại sao như vậy? Mình có một cái túc từ dài. Cái to leave ở đây không phải là động từ nha các anh chị. To leave ở đây không phải là động từ. Mà nó là adverb phrase. Anh chị học cái verb rồi phải không? Trong một câu á chỉ có một động từ mà thôi. Ok, chỉ có một động từ chính mà thôi. Ngoại trừ khi nào mình có cái chữ and thì mình mới được nói là hai cái động từ. Ý thầy dịch tiếng Việt ra tiếng Mỹ nha. Tôi muốn đi và uống cà phê. Trời, dịch y chang như tiếng Mỹ, tiếng Việt vậy đó.
không sai chữ nào hết trơn đó. Tôi muốn đi để uống cà phê, tôi muốn đi uống cà phê. Want to go to drink coffee. Yeah, I want to go for coffee. Cái gì vậy? I want to have a coffee. Some coffee cũng được. Okay, to go. Cái động từ nào là cái động từ chánh? Động từ to want, phải không nè? Nếu mà không có chữ want đó thì cũng không có chữ go và chữ drink luôn. Em chị hiểu cái chỗ này không? Bây giờ nói lại nè. Trong một câu chỉ có một động từ chánh mà thôi. Ok. Còn mấy cái khác không phải là động từ. Đã nói là chỉ có một động từ chánh thì mấy cái khác không phải là động từ nha các anh chị. Ok. Oh, not this one. So nói lại nè. Thế to go ở đây đó là verb, verbal. Verbal là động từ giả. Trong câu nó không phải là động từ. Họ quyết định cái gì? Họ quyết định cái gì? Họ quyết định rời thành phố. So to leave the town. Cái to leave ở đây không phải là động từ. Okay. Nhớ nha các anh chị, to leave ở đây nó là verbal, nó là động từ giả đứng ở trong câu, nó không phải là động từ mà nó là verbal. Verbal nó có ba thể, phải không? Nó có ba thể. Gerund là động từ có ing, participle là động từ ở cái thể present participle thì nó cũng có ing, hoặc là nó ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc gọi là participle. Past và cái thể thứ ba của verbal là infinitive. Không hiểu thì học lại cái bài. Say yes hay no đi rồi nói tiếp.
So to live ở đây á, to leave the town, nó là một cái để nó vô nghĩa cho cái nó là danh từ, và danh từ thì nó làm object phải không các anh chị, hay là subject phải không? Thường thường danh từ nó làm chủ từ hay là làm túc từ, các anh chị gọi là tân ngữ á, right? Trường hợp này nó sẽ là túc từ cho cái động từ to decide. Ok, anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra ở đây nó sẽ là object, ok, object phrase. Và cái object này nó là một cái object dài, long. Mean long. Object phải không? Yeah, để ở trước cái động từ phải không? Cái định nghĩa hồi nãy nói để ở trước cái động từ, right? So cái câu này cái subjectly nó sẽ đứng trước cái động từ. Thành ra cái câu này mình nếu mà đúng luật á thì mình sẽ để nó ở trước cái động từ. Okay. Tại vì mình có một cái object, long object mà. They secretly decided to leave the town. Rồi. However, sometimes mà các anh chị thấy nó để sai cái vị trí như trong cái trường hợp này. Thì cái nghĩa nó sẽ khác. Okay. Ok, các anh chị thấy hai cái câu they secretly decided to leave the town. Hay là they decided to leave the town secretly. Khi mà các anh chị thấy họ để sai cái vị trí á, thì cái nghĩa nó khác. Chứ đừng có dội nói là người ta viết sai văn phạm nha. Ok. No, hai câu nó khác. Hai câu nó khác. Cái câu trước đó, nãy chị mới nói rồi. Nếu mà nó ở cái vị trí nào đó thì nó nhấn mạnh cho cái yếu tố gần đó. Thành ra hai câu này, cái yếu tố thứ nhất là nói về đấy. Everyone following me, hả? Các anh chị có theo tụi mình không? Hả? Anh chị hiểu không? Khó quá hả? Cái power talk mới nhất bây giờ đó, hay tại các anh chị nghe chập chờn. Power Talk mới nhất bây giờ nó là 11.4 and cái bill là 559.
Anh chị nào không có cái version mới, anh cái mình đang xài Paltalk nào trước? Ở ngoài cái window chính á, mình nhấn chữ Help. Ok. Ngoài cái window chính đó, cái main window đó, mình nhấn chữ Help. Sau khi mình nhấn chữ Help rồi đó, ngay cái chỗ hồi nãy một hàng viết cái chữ File rồi đó. Mình nhấn chữ Help rồi mình nhấn chữ About Paltalk Messenger. Okay. Thì các anh chị sẽ thấy mình đang xài Paltalk nào. www.paltalk.com thì mình không có đánh được ok, nhưng mà đại khái là các anh chị đánh cái chữ www.paltalk.com nghĩa là dấu chấm thì mình misspelling right there ok. Chào các anh chị mới vào, Xuân Hương. À, các anh chị sẽ download về cái Paltalk mới nhất là 11.4 and bill là 559. Thì các anh chị sẽ không bị trục trặc nữa. And check cái đường truyền của mình coi nó có tốt hay không nữa. Sẵn nói luôn cho rồi đi. Cũng được, ok, cũng được. Nên các anh chị nhấn vô cái chữ Upgrade Paltalk cũng được. Hay là check for setup cũng được. Yeah. Là Angry Tiger đang xài Paltalk mới đó. Có Angry Tiger. Phải không? Phải check coi phải xài 11.4 không? And build là 559 phải không? Rồi các anh chị có biết check cái đường truyền luôn không? Chứ mình chỉ luôn cho rồi đi. Học mà cứ cà giật hoài chắc chết cho rồi á. Chị có biết check cái đường truyền của mình á, cái connection của mình coi có good hay không không? Hả? Biết không? Hả? Say yes or no đi. No. No. Không biết, không biết thiệt hả? Ok, cũng cũng ở ngoài cái Paltalk chánh á, cái hàng chữ đó, nhấn lại chữ file. Okay. Rồi nhấn lại cái chữ set of references, right? Giống như là mình check cái audio setup của mình đó. Rồi sau khi mà nhấn cái set of references rồi đó, thì mình nhấn cái chỗ mà connection test, okay? Đó, làm tới đây đi. Hurry các anh chị rồi mình học tiếp. Tại các anh chị cứ nói là không nghe rồi giật giật hoài chán thì thôi á. Nhấn chữ file, nhấn chữ set of references, rồi nhấn chữ connection test, right? Và đánh cái chỗ cái khung trống ngay chỗ chữ host đó thì đánh cái chữ www.yahoo.com. Tiểu My không có thể đánh cái link được nên Tiểu My viết tắt như vậy đó. Các anh chị nhớ để cái period vô, cái dấu chấm vô. Ok, ngay chỗ cái khung trống chữ host thì đánh cái link này vô. Sau khi nhấn cái link này rồi, đánh cái link này rồi đó thì nhấn chữ start test. Ok. Right. Nhấn cái test kế một bên. Rồi ngồi đợi một chút xíu.
tùy theo cái computer chậm hay là nhanh thì nó sẽ ra cái chỗ result. Result. Okay. Thì ở ngay đây đó mình sẽ coi cái số của cái AVG và Yahoo hay là Google cũng được, www.google.com cũng được. Cái này là check cái đường truyền của mình nhanh hay chậm. Cái Google thì nó cao hơn một chút xíu. Nếu mà bên Việt Nam của các anh chị đó thì thường thường từ 200 trở xuống là thường. Ok. Cái số 200 trở xuống là thường. Nghĩa là cái đường truyền nó ok. Chứ nó không có nhanh. Không có nhanh bằng 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 cái connection ở nước ngoài. Còn nếu mà các anh chị ở nước ngoài đó, thường thường cái số 35 trở xuống là good. Cái số nghĩa là nói tóm lại, cái số nó càng nhỏ thì cái đường truyền nó càng nhanh, khá như vậy. Ở bên Việt Nam thường thường từ 200 trở xuống là good rồi. Nghĩa là không bị trục trặc. Có khi lên tới 1.000 mấy luôn á các anh chị. Anh chị mà thấy mà mình bị chập chờn té lên té xuống, bảo đảm các anh chị check cái chỗ này nó lên tới 1.000 mấy 2.000 luôn á. Đó là cách mình check cái connection của mình. Đó là quá nhanh rồi Tạ Linh. I mean Trang Phong Frank á. Nếu mà 5 là quá tốt rồi. I mean Tạ Linh chứ Tạ Linh là tốt. Còn Trang 291 là it's okay. Okay. It's okay. Thì tùy theo cái đường truyền mà của một của cái gì mình gọi là cái gì? Cái internet provider. Thì theo cái anh chị gắn cái internet làm sao ở bên Việt Nam chứ mình đâu biết đâu. Nghĩa là 291 cũng không có hẳn là bad. It's okay chăng? Bên Việt Nam vậy là ok rồi. Ok. Bên Việt Nam vậy là ok rồi. Ý thì mình nói bên Việt Nam thường thường 200 mấy, 100 mấy, 200 mấy là chuyện thường. Nghĩa là good rồi. Ok. Rồi, bây giờ trở lại bài học nha các anh chị. Sao các anh chị thấy nói tóm lại cái trạng từ, nếu mà thường thường mà các anh chị thấy nó để sai chỗ thì nó có nghĩa nó khác. Actually thường thường nó có bốn cái vị trí thôi. Vị trí thứ nhất sau động từ, phải không? Vị trí thứ hai trước động từ và vị trí thứ ba là sau cái câu. Vị trí thứ tư là đứng trước cái giới từ. Ok, bốn cái vị trí. Ok. Anh chị nhớ chưa? Cái trước động từ, cái sau động từ, cái sau cái cuối câu và một cái là trước cái giới từ. Nhớ không? Phải thuộc lòng lòng luôn đó. Ok. Sau động từ, trước động từ, trước dưới từ và sau cái câu. Right. Nói đi nói lại cho các anh chị thấm luôn á. Còn vị trí nào nữa? Hết rồi, bốn vị trí đó thôi. Thuộc chưa? Say yes đi rồi mình nói tiếp. Say yes rồi mình học tiếp. Thuộc chưa? Sau động từ, trước động từ, trước dưới từ and sau cái câu, bốn vị trí. Ok. Rồi, bây giờ nhớ rồi, giờ làm bài tập được chưa? Giờ làm bài tập được chưa? Tiếp tục cái bài tập hồi nãy. Nãy tới đâu rồi ta?
Yeah, it's right here. Trở lại câu này nha. Dạ, trước hoặc sau động từ, trước dưới từ và cuối câu. Nhưng mà tùy thuộc cái túc từ nó ngắn hay dài nữa. Nhưng mà tạm thời mình nhớ tới đây là cũng good rồi. Bây giờ các anh chị coi câu này. Seldom là chẳng tự. Anh chị coi đặt trước. Trước động từ hay sau động từ? Seldom goes out. Đúng không? Seldom go out. Đúng phải không? My brother seldom go out. Hay là go seldom out. Hay là go out seldom. Hay là seldom goes out. Yeah, seldom goes out. Câu số 4, phải không? Goes out, right? Go out. My brother usually goes out. Okay. Đợi tí mi nha. Before I say something, I need to double check to make sure it's right. Preposition and now I mean to escape. Okay, cái out này đó là loại tiếng gì các anh chị? Là loại từ gì? Theo các anh chị nghĩ cái out này là loại từ gì? Nó là loại tính từ, danh từ, chẳng từ. Not create safe. Ao này là gì, là cái gì các anh chị? Cái động từ to go là động từ phải không? Thì nó cần một cái gì? Cần một cái danh từ phải không? Phải không? Hay là cần một cái
dưới, I mean một cái tỉnh từ phải không? Hay là cần một cái chẳng từ luôn phải không? Cần một cái danh từ, cần một cái tỉnh từ và cần một cái chẳng từ. Ở đây là động từ action. Thì action nó không có cần cái tỉnh từ trong trường hợp này, mà nó cần một cái chẳng từ hay là một cái danh từ, phải không các anh chị? So chữ out ở đây, một là nó là chẳng từ, hai là nó là danh từ. Mình phải hiểu như vậy trước. Đồng ý không nào? Right. Ở đây nó không cần cái tỉnh từ. Thì theo các anh chị nghĩ cái chữ out ở đây nó là danh từ hay là nó là chẳng từ? Out theo định nghĩa nó cũng có thể là danh từ mà nó cũng có thể là chẳng từ. Hay là nó là một cái giới từ nếu mà nó có một cái mệnh đề ở phía sau. Hey. Đây là chẳng từ. Đồng ý không nào? Đây là chẳng từ. Phải không các anh chị? Chữ out ở đây là chẳng từ. That's right. Okay, go out ở đây. Out đây là chẳng từ. Yeah, thành ra bây giờ coi là cái câu. Oh, I give you the answer. Go out. Seldom go out. So seldom ở đây nó sẽ là nó đứng trước cái động từ phải không các anh chị? Tại có cái chẳng từ đứng phía sau rồi, phải không? Mình đâu có thể nào mình nói hai cái chẳng từ nó đi chung phải không? Thành ra mình tốt hơn mình để nó ở phía trước, tại vì cái vị trí nó cũng có thể đứng ở phía trước cái động từ phải không các anh chị? Và khi mà nó ở cái vị trí sai như vậy đó, thì nó sẽ nhấn mạnh về cái vấn đề. Các anh chị không, nó nhấn mạnh về cái sự, cái nó ở gần cái chữ nào thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái chữ đó. Nếu mà mình để nó ở phía sau thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái chữ out, không? Nhưng mà ở đây nó đâu bổ nghĩa cho chữ out đâu, mà nó bổ nghĩa cho cái chữ go. Các anh chị hiểu chỗ này không? Tại vì nó đã có một cái chẳng từ ở phía sau rồi. Chẳng từ nó cũng có thể bổ nghĩa cho chẳng từ nha các anh chị. Nhưng mà trường hợp này nó không có bổ nghĩa cho cái chẳng từ out, mà nó bổ nghĩa cho cái động từ go. Guess is very long. No. He thinks very well. Cái này chẳng từ bổ nghĩa cho chẳng từ. Các anh chị thấy chẳng từ nó cũng bổ nghĩa cho chẳng từ. Nhưng mà trong cái câu ở trên đó, chẳng từ nó không có bổ nghĩa cho chữ out, mà nó bổ nghĩa cho cái động từ to go. Right. Thành ra khi mà nó đứng gần cái chữ nào thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái chữ đó. Thành ra trong cái câu mình hiểu rõ ràng là nó bổ nghĩa cho động từ to go. Mình không có thể nào mình nói là my brother goes seldom out được. Right, mà mình nó seldom go out, nó make sense hơn, phải không các anh chị? Anh chị đồng ý không nào? Đó là trả lời cho ai hỏi why đó, okay. That's cái luật, that's the rule, that's the definition is say that. Nhỏ ơi mới vô room phải không? Nhỏ ơi mới vô room phải không? Okay, look at this one.
No. Seldom go out, not go seldom out. Không có ai nói như vậy. Không ai nói như vậy nhỏ ơi nha. Nhớ look at this definition. When we have the verb and preposition and adjective, the adverb can be either before the preposition or after the object. For example, this one, add the preposition. So để phía trước cái preposition right, hoặc là để phía sau cái object me. Okay, trong trường hợp này. Nhớ ơi, thấy không? Nếu mà có cái giới từ ở trong câu thì thường thường nó đứng trước cái giới từ, hoặc là nó đứng sau cái túc từ. Nếu mình không muốn để phía trước cái giới từ thì mình để sau cái túc từ. Okay. Đó là theo cái definition của nó. Right. Nhớ ơi, đồng ý không nào? Ok, tiếp tục nha các anh chị, tiếp tục nha. Ok, where is it? Mất tiêu cái bài tập rồi. It's right here. Câu này nha. Câu này thì dễ rồi. Cái khó là phải cắt nghĩa làm sao cho các anh chị đồng ý nữa. Nó khó chỗ đó lắm. Don't be long. Yes, please do so. No, I'm not. Yes, I am. No, I won't. Which one is right? Oh, give me one, one đóng một chỗ này. Ok, làm lợi nha. Mình sẽ chọn một nha. Đừng có lâu quá nha. Dân, làm ơn như vậy. Không, tôi không. Không, tôi không. Dân, tôi cái chị chọn số mấy nè? Yeah, no I won't. Okay, no I won't. Không, tôi sẽ không có lâu đâu. Cái gì? Số 4, okay. Don't be long là cái người này nói với cái người kia và người kia trả lời. Okay. Nếu mà câu số 1 là mình nói ngược lại với cái người kia, cái người này sao? Người này nói đừng có đợi lâu quá nha, đừng có đợi, đừng có để tôi đợi lâu nha. Không, tôi không đợi, không đâu, tôi sẽ không để bạn đợi lâu đâu. Đó, trả lời như vậy đó thì mình chọn câu số mấy? Mình sẽ chọn câu số 4 phải không? No I won't. Có nghĩa là no I won't. Will not, no, will not be long, phải không? Phải không các anh chị? Will not be long. Ok, next one. Thành ra đó là câu số 4.
Câu này nha các anh chị, câu này. He does like a child. Steal more, much worse, more, much less a baby. Đây như là một cái thành ngữ vậy đó. Steal more, câu này các anh chị dịch sao nào, phải dịch được, phải hiểu được mình mới làm đúng được. He does like a child nghĩa là gì các anh chị? Các anh chị phải hiểu, mình phải dịch cho nó đúng mình mới làm đúng được. He does like a child nghĩa là gì? Anh ấy giống như một đứa trẻ. Rồi gì nữa? Cái câu này hơi khó dịch phải không? Hơi khó dịch. Cái mình hiểu nhưng mà để chúng mình suy nghĩ coi dịch sao cho nó nghe cho nó đúng mới được. Very good, Snow Star dịch đúng á. Vậy thì các anh chị chọn câu nào? Thì mình ghi vô bài ghi vô bài. Cảm ơn No, anh ấy giống như là một đứa bé ít nhất là một baby. Ok, ít nhất là một baby nghĩa là Does ở đây không có nghĩa là động từ nha các anh chị. Đây đó là mình gọi nó là gì? Helping verb hay là auxiliary verb. Nó là trợ động từ để nhấn mạnh. Ok. Cái does ở đây không phải là động từ. Nó là một cái trợ động từ để nhấn mạnh. Thí dụ mình nói I call her. I do call her. Mình để cái trợ động từ do vô để nhấn mạnh tôi gọi cho cô ta. Ok. Người kia cứ nói gọi cho cô ta đi. I do. Right? Nhưng mà cứ nói hoài gọi cho cô ta đi, gọi cho cô ta đi, mình sẽ nạt lại mình nói I do call her. Thành ra cái chữ does ở đây đó là cái trợ động từ để nhấn mạnh. Ok. Yeah. Right. Thành ra ở đây mình sẽ dịch, tại vì không có cái does không phải là động từ, thành ra mình sẽ dịch là ông ta giống như là một đứa trẻ. Cũng như là dịch ít nhất là một một cái baby đó. Ok. Nghĩa là much less a baby có nghĩa là ông ta giống như là một đứa trẻ nhưng mà thật sự ra ông ta không có phải là baby. Đó, việc như vậy đó. Đúng ra ở phía sau Snow Star phải đã nói là ít nhất là một cái baby, một cái em bé. Ok. Ý nói là ông ta giống như một đứa trẻ nhưng mà ông ta không phải là em bé. Much less a baby có nghĩa là không phải là em bé. Thấy
Anh chị hiểu rồi phải không? He acting like a child. He's not a baby. Cái này câu này giống như là nấu mía vậy đó. Làm như còn con nít lắm vậy đó, đâu phải là baby đâu. Đó, câu này nói như vậy á. Anh chị hiểu rồi phải không? Hả? Hả? Hiểu rồi phải không? Say yes đi, please. Phải không, North Star? Thì mình nói đúng phải không? Nói đúng cái nghĩa của North Star post ra ngoài room phải không? Phải nói là không phải là baby. Ok, next one. Không trả lời thì thôi, mình đi tiếp. Là tính từ gì? Cái gì là tính từ? Cái gì là tính từ? No, mình đã dùng cái trợ động từ the rồi, mình không cần s nữa, ok? Không cần s nữa. Light là động từ, nhưng mà the ở đây là trợ động từ, ok? Light ở đây có nghĩa là như một đứa trẻ, nhưng mà ông ta không phải là baby. Dịch là thích nó đúng hơn. Ok, thích giống như là một đứa trẻ, hay là nghĩa là ông ta acting like a child, but he's not a baby. Nhưng mà không biết hãy khái vậy cho rồi đi. Thế vì nhiều khi tiếng Mỹ cách nghĩa không có rành, ok, nhưng mà tiếng Mỹ hiểu, ok. I love you chưa học cái này hả? Hả? No, like đây. Không phải dịch như vậy, ok. Phải dịch như vậy. Không phải like ở đây là thích, không phải. Does là trợ động từ. Đợi tí mình một chút xíu nha. Để tí mình. Ở đây dịch là giống như là như một đứa trẻ. Okay, he does like a kid. Tí mình cắt nghĩa cho các anh chị rồi. Đợi tí xíu thì mình mở cái thử điển này ra thử coi nha. Rồi để xem đi. Ok, this one này. Just like. Mình coi từ điển nó nói sao nha. We try to work separately. Không được. Anh chị có hiểu cái trợ động từ to do không? Dùng để nhấn mạnh không? Do hay là did hay là does? Yeah, để nhấn mạnh. Ok, để nhấn mạnh. Nó không phải là động từ chánh, mà nó là trợ động từ để nhấn mạnh. I do call her.
Hay là I did call her. Ông ta thích. Nó dịch là thích không được. Ông ta thích, thích. Thích cái gì? Thích đứa trẻ hả? He does like a baby hả? Much less a No, he does like a child hả? Much less a Vậy thì dịch câu cái ít nhất là baby hả? Ít nhất là baby hả? Đâu phải. Ông ấy thích trẻ nhỏ hả? Ít nhất là baby hả? Có hai cách dịch, các anh chị nghĩ câu nào nó make sense hơn? Ông ta giống như là một đứa trẻ, nhưng mà ông ta không phải là baby, phải không? Hay là dịch là anh ấy thích trẻ con, ít nhất là baby. Ok, just hold this one then. Tại mấy đứa nhỏ nó còn ngủ, để hồi nó dậy thì mình hỏi nó coi kỹ. Ok, we hold this one, ok. Có hai cách dịch đó, tùy theo các anh chị. Ok, mình move on nha. Mình hold this one. Rồi, bây giờ làm câu này nha. Giờ làm câu này nha. He was too tired to go. No father, still any has a some father. Father có nghĩa là nó khác nhau chỗ nào các anh chị? Ok, cái father đó thì cái nghĩa nó rõ ràng hơn. Còn cái further đó thì cái nghĩa nó trừu tượng hơn. Ok. Cái nghĩa nó trừu tượng hơn. Cũng có nghĩa là xa, nhưng mà cái further nó chỉ cái khoảng cách rõ ràng hơn. Còn cái further đó thì nó cái nghĩa nó để tí mình cho các anh chị hai hai cái thí dụ nha. Ví dụ câu này đi. How much
Hay là câu này, nothing could be further from the truth. Yes, câu này hay nè. Nothing could be further from the truth. Các anh chị thấy hai cái nghĩa khác phải không? Little, yes, a little, no, a little, yes, little. Chậm mà chắc, yes, okay, I'm happy to hear that. Bạn mệt rồi phải không? Không, không mệt gì hết trơn. Where is my book? Các anh chị làm câu này đi please. Or no a little or yes a little. Câu nào? Câu nào đúng các anh chị? Which one is right? Bạn mệt phải không? Bạn mệt phải không? Các anh chị chọn đi. Đâu có cái chữ I am not đâu, phải chọn ở trong câu.
You have to pick one out of these four. Nói như vậy, okay? No, not at all. Người ta nói như vậy chứ không phải no, not a little. No, not at all. Thành ra no a little cũng sai luôn. Phải không các anh chị? Right? Rồi, mình còn hai cái đúng là mình còn hai cái choices là yes a little hay là yes little. Cái nào đúng các anh chị? Yes a little hay là yes little? Cái little and a little nó khác nhau chỗ nào các anh chị? Hôm bữa tôi mới cắt nghĩa cái này rồi. Hay là feel hay là a feel khác nhau chỗ nào? Yeah, hôm bữa chị mới cắt nghĩa rồi. Very good. Feel đó là gần như không có. Còn a feel là có, mặc dù nó có ít nhưng mà at least nó có. Okay. Là người ta hiểu, ồ, người này, mình đừng nói I have no money, mắc cỡ thì thôi á. Mình nói I have little money, okay? Yeah, tôi có rất là ít tiền. Actually, mình không có đồng cắt nữa. Mình nói như vậy á, okay? Còn a few nghĩa là tôi có, nhưng mà không có nhiều lắm đó nha. Bạn mà ăn nhiều, tôi không có tiền trả đâu, okay? Lại còn điệu. Còn nói I have a little money nghĩa là tôi có nhưng mà đủ đủ đãi bạn tôi phở thôi, thí dụ như vậy. Okay, anh chị hiểu rồi phải không? Rồi từ đó mình có thể mình chọn cái nào cho đúng. Hello Hoa Hải Anh, are you tired? Yes a little, phải không? Tôi mệt một chút. Phải không? Tôi ok next. I don't have much cash. Thì người ta không biết có tiền hay không. sao biết cái này là có nha chứ không phải là không có. Okay. Có nhưng mà không có nhiều.
Several days, last ladder. Nghĩa là người này nói dân tôi có mệt. Mình không được hiểu theo tiếng Việt. Nếu mình trả lời not đó, thì mình nếu mình trả lời no đó, thì mình nói no, not at all. Còn nếu mình trả lời yes thì mình sẽ trả lời yes a little. Hay là hôn trời mây trắng, hiểu phải không? Rồi bây giờ các anh chị dùng làm câu này đi. Ladder là gì? Ladder là gì các anh chị? Sau đó hay là cái sau đó? Thí dụ như là the teacher she holding two books. Okay, she give the first she give the first one to John and the ladder is to me. Các anh chị hiểu không? Bà thầy bà cầm hai cuốn sách, bà đưa cái cuốn đầu tiên đó thì cho cái người nào đó, còn cái cuốn sau đó thì đưa cho tôi. Okay, the ladder to me, the ladder she gave it to me, là khá như vậy. Ladder là cái phần, là cái phần sau hay là cái sau. So đây giờ mình sẽ nói là later, là bất lịch sự. Thế câu này nha. Do you know, I mean, do you mind if I smoke here? Yes, please. No, not at all. Các anh chị thấy không? No, not thì phải not at all, chứ phải not a little nha. Không được hiểu theo tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Mỹ. Please not. Yes, I do. Trả lời câu số mấy các anh chị? Trả lời câu số mấy? Các anh chị phải hiểu mới trả lời được. Thường thường người ta nói hỏi mình có do you mind là gì? Do you mind là gì các anh chị? Có phiền hay không, phải không? Các anh chị dịch đi. Yeah. Bạn có phiền nếu mà tôi hút thuốc ở đây hay không? Thì mình trả lời là yes là yes, no là no. Các anh chị phải hiểu như vậy.
không cần biết câu trả lời là phủ định hay là xác định. I mean, không cần biết câu hỏi là phủ định hay là xác định. Bạn có phiền không nếu mà tôi hút thuốc ở đây không? Mình trả lời sao? Yes, please là có. Thấy không? Vừa có phiền mà please là có tôi phiền nhưng mà làm ơn hút thuốc đi. Tôi cao thiết nhất các anh chị phải hiểu như vậy đó. Please, please do not. Phải không? Một là please, yes là có phiền. Rồi câu thứ, rồi mình chêm thêm một câu please do not. Ok, please do not do it. Ok, mình phải thêm nó mới rõ nghĩa hơn. Còn mình nói yes please là mình trả lời hàng hai, vừa phiền mà còn kêu người ta hút thuốc đi. Đó là câu thứ nhất. Ok. No, not at all. Không, không phiền gì hết. Ok, không, không phiền gì hết. Bạn cứ hút thuốc tự nhiên. Đó là câu trả lời thứ hai. No, not at all. Rồi câu thứ ba, please not. Please not. Actually nó cũng đúng nhưng mà nói cái này như là nói ngang vậy đó. Ok. Nói ngang vậy đó. Tôi bực mình lắm, anh bạn đừng có hút thuốc nha. Please not. Ok, là trả lời bất lịch sự. No, please not. Làm ơn đừng có hút thuốc nha. Đó là câu số 3. Câu số 4, yes I do. Là dân tôi phiền lắm á. Thành ra thường thường, thường thường các anh chị nên trả lời câu nào nè? Dường như là câu số 2 với câu số 4 đúng, phải không? Right. Nếu mà mình không bằng lòng á thì mình nói yes I do. Còn nếu mà mình bằng lòng đó thì mình nói no, not at all. Ok, chứ mình không có trả lời là yes please. Mình không có trả lời là yes please. Mình sẽ trả lời là yes I do, là tôi phiền. Còn nếu mà tôi không không phiền là no, not at all. Ok, một là câu số 3, I mean câu số 2 hay là câu số 4, tùy các anh chị. Nhưng mà thường thường ta nói cái chữ do you mind thì mình thường thường mình lịch sự là mình nói no. Ok. Bạn có phiền mở cửa cho tôi không? No, not at all. Không, tôi không có phiền gì hết, tôi sẵn sàng làm cái chuyện đó cho bạn. Bạn có phiền là tôi ngồi kế bên bạn hay không? No, not at all. Không, không có phiền đâu, cứ ngồi đi. Phải như vậy. Chị nhớ nha. No là no, còn yes là yes. Không có vừa yes vừa no. Ok. Và hãy ngồi gần đi, càng gần càng tốt. Ok, next one. If I stand beside you. Cũng đúng hả? Bạn có phiền nếu mà tôi đứng gần bạn hay không? No, not at all. Yes, I do. Because you smell. Because you smell. Yes, I do. Because you smell so bad. Làm câu này. How long, how fast, how soon, how quick can you finish them? Không được hiểu tiếng Việt dịch ra tiếng Mỹ. Ok. Yes, how soon? How long là chỉ về cái the distance. Ok, the distance, physical distance. Nghĩa là dài bao lâu bạn có thể xong cái công việc này. Không ai nói dài bao lâu, không được hiểu theo tiếng Việt nha các anh chị. How long là how far đó. Bao lâu đó, dài bao nhiêu bạn có thể xong. Mình phải nói là how soon dịch sao ta?
How soon mới đúng nha. Còn bao lâu nữa? Ok, mình dịch như vậy đó. How soon có nghĩa là còn bao lâu nữa bạn có thể xong cái công việc này. Không có how long. How long does it take you to finish them? No. How long does it take you to Houston? To write to Sài Gòn hay là to write to gì đó. How long thường thường nó chỉ về cái khoảng cách. How long does it take you to Houston? Là bạn bạn sẽ mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để đi để lái bao nhiêu cây số. Các anh chị hiểu okay. Là thường thường là nói về cái thời gian chứ. Và cái thời gian á, cái thời gian right. How far đó là về cái distance. Okay. How gì nữa. How soon đó là về nói là how soon là còn bao lâu nữa. Nghĩa là về cái thời gian. Đúng rồi. Về cái thời gian. How far là nói về cái thời gian. I mean how soon là nói về cái thời gian. Nghĩa là còn mấy tiếng nữa, còn mấy phút nữa bạn xong. Đấy. Anh chị hiểu rồi phải không? How long là nói về cái khoảng cách. Về về cái khó dịch quá đi. Và how soon là còn bao lâu nữa. Hơi các anh chị hiểu rồi là được rồi, tiếng Việt không biết các nghĩa tiếng Việt đâu. long does it take to Houston? Nghĩa là làm sao? How long does it take to Houston? Nghĩa là đi từ đây đi tới Houston bao nhiêu tiếng? Okay, bao nhiêu tiếng? How far does it take to Houston from here? Là từ đây đi Houston dài bao bao xa, mấy trăm cây số, là khái như vậy. How soon does it take to Houston? Nghĩa là còn bao lâu nữa đi tới Houston vậy? Okay, anh chị hiểu rồi phải không? Yeah, bao lâu không? Thì I think I missed something, right? Where is it? Yeah, đúng rồi, that's it. Studying Holly.
cái là holy, hard study. Ok, cái từ ở cái thì diễn tiếng. Ok, ở cái thì diễn tiếng. So holy, holy có nghĩa là gì các anh chị? Hard đó, hard cũng là trạng từ, mà holy cũng là trạng từ. Các anh chị nhớ điều này nha. Hard cũng là trạng từ, mà holy cũng là trạng từ luôn. Nhưng mà nếu mà không có chữ ly thì cái hard đây có nghĩa là có cái nghĩa chánh của nó luôn. Mình hiểu cái nghĩa chánh luôn. Hard đây là chăm chỉ hay là cứng. Okay. Khó khăn, chăm chỉ. Yeah. Còn cái holy ở đây á, nó có nghĩa là không có. Anh chị nhớ điều này nha. Nếu mà thêm chữ ly nó không có nghĩa là chăm chỉ hay là cứng nữa, mà nó có nghĩa là không có gì hết. Đi đây cũng không đúng luôn. Câu thứ nhất không đúng. Phải không? Còn câu thứ hai cũng không đúng luôn. Câu thứ ba đó chứ. Có sao 1, 2, 3, 4, tất cả là 5 lần ta. I think I see. Tôi có 5 cái lần. 1, 2, 3. Yeah, mình có 2 cái số 3, số 4 giống nhau phải không? Let me delete one. Omit one then. Làm lợi nha. Ok, that's right. Cảm ơn Blue Sky. Oh my god, I give you the answer. Câu số 2 đúng. Tại làm sao như vậy? Câu thứ nhất, số 1 với số hard study hay là study hard giống nhau luôn. Thành ra số 1 với số 3 là sai rồi. Thì chỉ còn câu số 2 với câu số 4 thôi phải không các anh chị? Thì cái nào đúng? Câu số 2 đúng. Tại làm sao như vậy? Trạng từ thường thường nó đứng sau trợ động từ đầu tiên phải không các anh chị? Trong câu có bao nhiêu đây? Holy đây là trạng từ phải đứng sau cái trợ động từ. Trong câu có bao nhiêu trợ động từ thì nó sẽ đứng sau cái trợ động từ thứ nhất. Thí dụ như câu này, the student have been studying
tháng như vậy. Số 2 đúng. Anh đã nếu mà trong câu trong trường hợp này nó khi để chỗ nào? Answer me please. Yes, have been studying, right? Chị nhớ nha, cái trợ động từ thì nó sẽ đứng sau cái trạng từ, nó phải đứng sau cái trợ động từ. Nếu mà trong câu có nhiều trợ động từ thì nó phải đứng sau cái trợ động từ đầu tiên, là động từ to have, là trợ động từ have. Ok, này mình học rồi phải không các anh chị? Câu của Hoa Hải Anh cũng đúng nha, nhưng mà nó đâu có cái choice gì ở trong bốn cái choice đâu. The student are studying hard cũng được, ok, cũng được, nhưng mà nó đâu có cái choice ở trong bốn cái choice đâu. Ok, no, stud thấy anh không hiểu tiếng mình nói. Hoa Hải Anh coi nè, ok, coi nè. Nếu mà Hoa Hải Anh muốn nói là những cái sinh viên á thì đang học một cách chăm chỉ á, ok, thì mình sẽ nói là studying hard. Được. Ok, được. Right. Ok. Còn nếu mà muốn nói là những cái sinh viên đó thì nó không có đang học chăm chỉ gì hết trơn á. Ok. Thì mình phải chọn cái câu số 2 nó đúng hơn. Hai anh thấy cái điều này rồi phải không? Ok, so I move on then. Trời ơi, học 2 tiếng rưỡi rồi mà mới có chưa tới 20 câu nữa. Mình có cả 100 câu đó các anh chị. Ok, next one. I think Mary will enough early arrive. Hay là early enough arrive. Hay là arrive enough early. Hay là arrive early enough. Trời ơi, nói rất là chậm rồi đó. Học 2 tiếng rưỡi mà làm mới có được con mấy câu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mới có 15 câu thôi. Cả 100 câu chứ đâu phải 100 câu đâu, cả mấy trăm câu luôn á. Thiệt là chậm rồi đó. Rồi câu này các anh chị chọn cái nào? Tôi nghĩ là cô Mary sẽ tới 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 sớm đủ để làm cái gì đó, cái dịch như vậy đó. Tới sớm đủ để gặp chúng ta, hay là tới sớm đủ để have dinner with us, là không như vậy đó. Tới đủ sớm chứ, tới đủ sớm. Tới đủ sớm để đi coi hát với chúng ta, nói như vậy.
Dạ, để gặp ba mẹ của cô ta. Oh, I think I missed something. Yeah, phải để làm cái gì mới được. Thì mình nói đúng. Khi đợi tí xíu nha, thì mình post lại cái câu này. Tới sớm đủ hả? Đủ sớm để gặp ba mẹ của cô ta. Ok, nguyên câu nó như vậy. Câu thứ nhất, will đủ sớm tới. Nếu mình dịch như vậy thì nó không có make sense, phải không Blue Sky? Tôi nghĩ là cô ta sẽ đủ sớm tới. Đấy, không make sense đâu. Cười. Câu thứ hai, tôi nghĩ là cô Mary sẽ sớm đủ tới. Để tới, phải không? Để tới để gặp ba mẹ của cô ta. Câu thứ hai cũng không make sense luôn, phải không? Dịch như vậy, tôi nghĩ cô Mary sẽ sớm tới đủ, hay là sớm đủ tới, phải không? Cũng không make sense luôn. Right. Rồi câu thứ ba, tôi nghĩ là cô Mary sẽ tới enough early, hay là early enough. Câu thứ ba, câu thứ tư, các anh chị hiểu câu nào đúng nè? Early mình hiểu nó là chặn từ rồi, phải không? Thấy không các anh chị? Cái early là chặn từ rồi. Vậy ghẻ quá. Rồi cái enough, enough, enough là gì các anh chị? Là adjective hay là adverb? Nó vừa là adjective mà nó cũng vừa là adverb. Phải không các anh chị? Right. Rồi, bây giờ mình muốn biết câu số 3 đúng hay câu số 4 đúng thì rất là dễ. Giờ các anh chị chia ra làm hai. Ok, chia nó ra làm hai. Mary will enough. Right. Hay làm Mary will arrive enough, hay là Mary will arrive early. Các anh chị coi hai câu nào, hai câu này câu nào make sense? Make sense có nghĩa là nó nói ra là mình hiểu liền á, là nó đủ nghĩa, nó nói ra là mình hiểu á. Yeah, câu thứ hai phải không? Thành ra câu thứ hai đó, cái chặng từ đó mới là chặng từ chánh. Thành ra cái enough thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái early, phải không các anh chị? Right. Nó bổ nghĩa cho cái early, phải không? Thành ra cái enough rõ ràng nó sẽ là chặng từ, tại không bao giờ mà tính từ bổ nghĩa cho chặng từ được hết trơn. Đây là cái điểm thứ nhất mình chứng minh cái enough nó vừa là chặng từ, nó vừa là tính từ. Nhưng mà trường hợp này nó phải là chặng từ, anh chị đồng ý không nè? Bắt buộc nó phải là chặng từ. Thành ra chặng từ bổ nghĩa cho chặng từ, đúng, phải không? Right, thành ra cái enough nó sẽ bổ nghĩa cho cái early, right?
Rồi các anh chị hiểu tới đây rồi phải không? Rồi bây giờ để đi xíu uống miếng nước. Ok các anh chị, chẳng từ nó bổ nghĩa cho chẳng từ phải không? Thành ra nhiều khi nó đứng phía trước cũng được, cũng đúng, và nó đứng phía sau cũng đúng. Ok, trong trường hợp này thí dụ như là I like I have no movie to see. Oh no, không phải cái trường hợp này. I have enough time. Mấy cái câu ở trên cho rồi đi. Câu thứ ba nè. I mean Mary will arrive enough early. Đó là câu thứ ba. Câu thứ tư, Mary will arrive early enough. Thường thường chẳng từ với cái tỉnh từ mà nó đứng ở phía sau dùng để nhấn mạnh, và cái câu đó nó nghe hay hơn, nó đứng đúng cái vị trí của nó. Anh chị hiểu không? Anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra câu thứ tư nó make sense hơn, nó sound better hơn. Cô Mary sẽ tới sớm. Đủ, mình nhấn mạnh cái chữ đủ. Ok, tới sớm đủ để gặp mẹ cô ta, hay là mình dịch theo tiếng Việt, tới đủ sớm để gặp mẹ cô ta. Cái enough này nó là cái adverb. It's modified to the adverb preceded to emphasize. Phải không các anh chị? Her arriving, I mean. Anh chị hiểu không? Chẳng từ hay tỉnh từ nhiều khi nó đứng phía trước hoặc là nó đứng phía sau, mà thường thường nếu mà các anh chị thấy nó đứng phía sau dùng để nhấn mạnh, để cho cái câu nó xác định hơn, nó rõ nghĩa hơn, nó nhấn mạnh hơn. Ví dụ như mình nói câu này nha, I have a, okay, I like a red book. Tôi thích một cuốn sách màu đỏ. I like my book red. Tôi cái cuốn sách của tôi phải màu đỏ. Nghĩa là tôi thích cuốn sách của tôi được bao bìa màu đỏ. Đại khái như vậy. Còn câu ở trên là tôi thích cái cuốn sách đã được bao cái màu đỏ hơn là cái màu xanh. Các anh chị hiểu chị mới nói là sao? Tôi thích cái cuốn sách màu đỏ chứ không phải cuốn sách màu xanh là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai có nghĩa là tôi thích cái cuốn sách của tôi. Tôi thích cái cuốn sách của tôi phải được bao màu đỏ. Thế thành ra các anh chị thấy cái tỉnh từ nhiều khi nó đứng trước cái danh từ, và nhiều khi nó cũng đứng sau cái danh từ để nó nhấn mạnh. Điều này cũng apply vô cái trạng từ luôn. Cái trạng từ nhiều khi nó đứng trước một cái trạng từ khác, hoặc là nó đứng sau một cái trạng từ khác cũng được, nhưng mà thường thường đứng sau để dùng để nhấn mạnh. Cái điều, cái câu này có nghĩa là nhấn mạnh cái điều mà cô ta tới sớm đủ để gặp mẹ cô ta, hay là tới đủ sớm gì đó để gặp mẹ cô ta. Yêu hẹn 5 giờ thì cô ta tới 4 giờ 50 đi, thì cái đó là early enough. 4 giờ 50 cũng đủ rồi, cũng đủ sớm để gặp rồi, phải không các anh chị? Chứ không có trễ. Mặc dù hẹn 5 giờ cô ta tới 4 giờ 55
That's early enough. Thế chị đồng ý hiểu cái điểm này không? Hả? Hai câu này nó I have I động não suy nghĩ hai câu mất giờ quá đi nhức đầu quá đi, đang đau bụng nữa, cái bụng đang đau giờ thêm cái đầu đau nữa chắc chết quá. Ok mình move on nha các anh chị, tiếp tục. Câu này nha, câu này nha. What more hay là does hay là on earth hay là in world the matter with him? Chuyện gì xảy ra cho ông ta vậy? Ông ta có cái vấn đề gì vậy? Đó, câu này có nghĩa là gì vậy đó? Ông ta có vấn đề gì vậy? Trai thì làm sao cho đúng đi, trai thái bình. Ông ta có vấn đề gì vậy? Chắc không biết rồi quá, nãy giờ chưa ai đúng hết trơn á. Male Virgo. You have to choose one. You have to make up your mind. Three or four? Okay, bây giờ. What more is the matter with him? Đâu có ai nói như vậy đâu. What is the matter with him? Đâu ai nói what more is the matter of him đâu. With him đâu. Phải không? Thành ra câu thứ nhất sai. What does is, what does là trợ động từ mà còn có cái động từ to be ở trong đó là sai văn phạm. Ok. Thành ra câu thứ hai sai luôn. What does is the matter with him là gì? Nó đâu có nghĩa gì đâu. Phải không? Thành ra câu thứ hai sai luôn. Phải không? What does mà còn is nữa là sai văn phạm cái chắc rồi. Một là mình dùng trợ động từ với cái động từ chánh. Hai là mình dùng cái động từ to be để đặt câu hỏi, phải không? Rồi câu thứ hai sai luôn. Câu thứ ba hình như là đúng. Nếu mà câu thứ ba đúng thì mình phải chứng minh câu thứ tư sai. Không có ai nói là what in world. World. What in the world? Okay, phải câu thứ tư nó thiếu chữ the. Một lần mình nói what on earth, hay là hai mình nói là what in the world. Okay. Yes, câu thứ tư nó thiếu chữ the. Thành ra vậy là câu thứ ba đúng. Okay, so one. We have 10 more minutes left. Hey, câu này nha.
Yeah, mình phải có cái experience. By the reading. Ở chỗ nào hả? Ở xứ cao bồi con gái á. Ở xứ cao bồi con gái đó. Hay là ở cái thủ phủ của Texas đó. Having worked hard for several years, Mr. Ling decided to take finally, hay là finally decide to take, decided to finally take, I decided finally to take a trip to Europe. Có cái sự làm việc chăm chỉ cho nhiều năm á, ông Lin á thì quyết định, nghĩa là dịch như vậy, ông Lin sau cùng quyết định để đi du lịch bên Europe. Okay. Rồi, các anh chị làm câu này đi. And I think this is the last one. Because we need more time to explain to you. I need more time to explain to you. Biết đáng yêu cái tai sao giống như cái đùi gà vậy? Giống như cái lake đó vậy? Ở bên này mà fried chicken nó chia làm ba, nó chặt ra làm ba. Một là các anh chị muốn cái thigh, là cái đùi. Không biết cái thai là cái gì, cái thai của con gà là cái gì các anh chị. Hai là cái cánh, cái wing. Ba là cái một là cái đùi, hai là cái cánh. No, cái thai không phải là cái đùi. Ok, làm câu này đi. Bây giờ câu số 1. Decided là động từ, phải không? To take là verb, động từ giả. Okay. Finally là trạng từ, đúng, right? Bây giờ mình để theo thứ tự nè. Mr. Ling quyết định để lấy cái cuộc du lịch tới Europe sau cùng. Câu nào đúng các anh chị? Okay, let me make something, yeah, decided, okay? Let me correct this, okay? Coi kỹ lại nha. Câu này bây giờ mình viết ra nè, mình bỏ ba cái chữ đó đi. Mr. Lin, okay, a trip to Europe. Thấy không? Rồi, bây giờ trước nhất ông Lin ông làm gì nè? Ông quyết định, phải không các anh chị? Ông quyết định. Mr. Lin, mình nói cái nghĩa thôi, ok. Và cái là, để mình miss cái đi đó cho cái động từ to decide đó. Ok. Finally decided, chứ không phải finally decide. Rồi, giờ mình ráp vô nè. Mr. Lin. Mr. Lin. You got my point, cô Đà Lạt. Okay, Mr. Ling decided, right? Right? Giờ mình make một cái câu cho nó rõ nghĩa trước đi, okay?
Mr. Lin decided to take, phải không? To take, right? A trip, right? A trip to Europe. Đây là cái cách mà các anh chị để các anh chị đặt câu cho nó đúng đó. Okay. Ông Linh quyết định lấy một cái cuộc hành trình tới Europe. Đồng ý không nào? Vậy thì mình chỉ còn thiếu cái chỗ mà trip. Okay. Mình còn thiếu cái chỗ mà một cái chữ là finally. The trip. Trip. Okay. Ở trong này không có được không có được bắt lỗi của tiếng Việt về vấn đề pronunciation nha, please. Okay. Okay. Kể sai cho sai đi, không sao hết trơn á. Mình đang học về grammar. Chứ mình ghét ai mà disturb to me á. Vậy đang học về grammar mà hỏi về pronunciation. Okay, rồi các anh chị coi tiểu mi mới vừa nói ra. Mr. Lin decided to take a trip, right? A trip to Europe. Thì các anh chị thấy cái câu này nó make sense rõ ràng, phải không? Ông Lin đó thì quyết định lấy một cái cuộc hành trình tới Europe. Giờ mình chỉ còn thiếu cái chữ finally. Okay. Mình chỉ còn thiếu cái finally, phải không? Vậy chứ mình để cái finally chỗ nào? Okay. Ok, anh nhà nghèo ra mở room giải về cái pronunciation đi. Đừng có disturb to me, please. Đâu mất cái câu rồi. Ai giỏi về cái gì thì ra mở room giải người ta đi. Ok. Đúng không các anh chị? Tiếng Việt nói đúng không? Hả? Hả? Nói tiếng Việt nhiều khi mình người Việt mình nói còn sai. Đừng nói chuyện nói người Mỹ. Right. Ok, now. Bây giờ mình chỉ thiếu cái finally. Thì các anh chị để cái finally chỗ nào nào? Thấy không? Mình để cái finally chỗ nào nào? Theo các anh chị nghĩ. Sau chủ từ, sau động từ, sau động từ. Very good. Tại sao vậy các anh chị? Tại sao mình không có nói là Mr. Lin decided finally to take a trip? Ha? Theo cái bài học, anh chị còn nhớ trong bài học không? Trong bài học nào, ok, very good Trang Frank. Frank, các anh chị Trang nhớ đó. If the object is long, we usually put the adverb before the verb. Ok, rồi từ cái chỗ này mình trở lại cái bài tập. Nếu mà mình có một cái gì, cái object là gì, cái túc từ, hay các anh chị còn dịch là cái tân ngữ, okay, cái tân ngữ, đấy, chị coi là câu này, Mr. Lin decided to take a trip to, oh, I think I missed something, to Europe. Okay.
Thì các anh chị thấy mình có một cái object dài phải không? Dài có nghĩa là nhiều chữ. Đấy, theo cái định nghĩa thì mình sẽ để cái adverb before cái động từ, before the verb, right? So Mr. Ling finally decided to take a trip to Europe. Đấy, ok anh chị? Đó là tại sao mình để cái trạng từ ở phía trước cái động từ. So, câu số 2 đúng, phải không? Câu số 2 đúng, finally decided, right? Ok, time is up now. Hết giờ rồi. Mời mình học tiếp nha các anh chị. Chết rồi. Chắc chắc cái bài bài tập này làm không bao giờ hết hết trơn á. Long adjective. Adjective là một cái thúc từ. Hay các anh chị còn gọi là cái tân ngữ. Long adjective là a group with many words. I speak. I mean, I tell her. No, no, no. I learn này cho dễ đi. I learn English. Đây là thúc từ ngắn chỉ có một chữ thôi. Đúng không? Chỉ có một chữ thôi. Let me close this one first. And đây là thúc từ dài. Cái con chuột của tụi mình nó so sensitive nên nó cứ move around hoài. Pick up my children at school. I pick up my children at school. Đây là thúc từ dài. Thúc từ dài có nghĩa là sau cái động từ pick up thì mình có là thúc từ phải không? Tôi rước ai. Oh, my children at school là thúc từ dài nó có nhiều chữ. Còn ở phía trên nó chỉ có một chữ thôi là English. Right? Thành ra nó là thúc từ ngắn. Còn dưới là thúc từ dài. Ok. Thành ra sau một cái thúc từ dài thường thường cái trạng từ nó phải để trước cái động từ. Ok. Any more question? If not, we dismiss now. We dismiss last now. And we'll see you tomorrow. Ngày mai mình sẽ làm bài tập tiếp nha các anh chị. Chiều hôm nào. Bài tập nó còn rất là nhiều, rất 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 là nhiều á các anh chị. Trời ơi, gần 3 tiếng mà chỉ có 20 câu thôi chắc chết quá. Các anh chị muốn làm cho hết bài tập take about 3 more weeks. 3 tuần nữa mới làm hết bài tập. Okay, and that's it for today. I'll see you tomorrow then. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khác một ngày một đêm bình an vui vẻ. And chào, gặp các anh chị ngày mai nha. And ngày mai mình sẽ làm tiếp nữa. Làm đến chừng nào mà các anh chị thấm rồi đó, các anh chị chán rồi đó, các anh chị ngán rồi đó. Okay, thì mình không làm nữa. Okay. Okay, that's it for today. And I see you tomorrow nha. And gửi mail lại cho các ớt. Yes, goodbye.